cũng trong vùng ấy, có các anh chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Anh em đừng sợ, vì này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, sẽ là tin mừng cho toàn dân. Vì hôm nay trong thành phố David, cứu Chúa, tức là đấng cứu thế là Chúa, đã sinh ra cho anh em. Đây là dấu hiệu để nhận ra Ngài. Anh em sẽ gặp một em bé bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Trên trời, hòa bình dưới đất cho người Ngài thương. Chúng ta hãy đi đến Bethlehem để xem việc xảy ra như Chúa đã báo cho chúng ta biết. Chốn hoang vu nơi u buồn trên trời, vang tiếng hiên bình ca
hát cao tin đêm ngày Đức Chúa Trời đến thế gian ra đời sống với ta sống nơi chân trên trời và thiên thiên bên ca hát tôn vinh ngài đời đời vinh quang hạnh phúc và thiên thiên bên ca hát tôn vinh mang được muôn phương trời khắp năm châu con trời với thứ ta bỏ thiên đàng đời đời vang tiếng muôn dân ca hát tôn vinh ngài đời đời vinh quang hạnh phúc vang tiếng thiên bình ca hát tôn vinh vang được muôn phương trời khắp năm châu con trời với thiên ta bỏ thiên đàng đời đời vang tiếng muôn dân ca hát tôn vinh ngài Tìm được cô Marie cùng Chúa Joseph và con trẻ nằm trong máng cỏ. Các anh chăn chiên kể lại những lời đã báo cho họ về con trẻ. Ai nghe cũng đều ngạc nhiên về những điều các anh chăn chiên kể. Còn cô Marie ghi nhớ những lời ấy và suy ngẫm trong lòng. Thức đêm trên cánh đồng xa, ngoài thành David chăn chiên của mình, hào quang chiếu sáng thình lình, thiên thần xuất hiện với lời trấn an: xin đừng sợ hãi hoang mang, vì tôi loan báo tin mừng muôn dân. Hôm nay cứu Chúa giáng trần trong thành David thuộc miền Giuđa. Đây là dấu để nhận ra, anh em hãy nhớ đi tìm ở nơi có em bé mới ra đời nằm trong máng cỏ quấn khăn quanh mình. Thế rồi vô số thiên binh hát vang bài hát lời ca tuyệt vời, vinh danh Chúa ở trên trời, bình an dưới đất cho người ngài thương. Nghe xong vội vã lên đường đi tìm gặp Chúa trong nơi nghèo nàn. Ngợi ca đấng ở thiên đàng, ngài vui lòng xuống trần gian làm người. Các anh chăn chiên trở về tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời về tất cả mọi điều họ được mắt thấy tai nghe, đúng như lời đã báo cho mình.